đây ngay đoạn ấp Văn Hóa, ấp Lộc Tiền, tỉnh lộ 835, đối diện hẻm bên kia, giờ Thanh Cò quay hẻm bên đây, hẻm bên đây. Triều Phương rồi 2,5 tấn rồi ca chineo mini. Đây tỉnh lộ 835 nha, gần ngã ba Mỹ Lộc, gần chợ Long Thượng, bên kia là ấp Lộc Tiền, bên đây cũng ấp Lộc Tiền, nhưng mà mình vô trong kia của mình là 600m, từ 835 này vô 600m của mình là nó thuộc ấp Phước Hưng 1 nha, ấp Phước Hưng 1 của mình thì của xã Phước Lâm, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Nền này 660 triệu. Đi khoảng 300m đường nhựa này nè, xe tải 2,5 tấn, rồi đi thêm 300m đường xe máy nha, 5m nhân 20,5m hướng Tây Bắc. Chủ đang kêu chốt kèo 660. Thì có sao Thanh Cò nói vậy, có sao Thanh Cò quay vậy nha. Giờ Thanh Cò đi từ từ cho bà con mình thấy, theo video này đi vào nha, đi vào rồi coi được thì alo Thanh Cò để mình hẹn chủ, mình đặt cọc. Chung đất này thì khu vực không được đẹp, tại vì mồ mả nhiều quá, nhưng mà không có gần mình, đi ngang thôi. Nhưng mà tiền nào của nấy bà con nha, đất thổ cư sổ hồng riêng. Bây giờ kiếm nền mà giá tầm 500-600 cũng hơi hiếm, nên thôi kệ, bây giờ Thanh Cò cứ quay đại, rồi bà con nào coi hợp nhãn rồi mình mua, không hợp thì thôi nha. Đó, gần tới đường đi vô rồi đó. Đi 85 đi vào 300m à, bà con thấy có căn nhà rồi đó, thấy căn nhà đầu tiên thấy không, rồi dừng lại là quẹo á. Cho bà con mình dễ thấy đây có căn nhà này, nó có cái cầu bắc ngang là mình có đường quẹo vào, nhưng mà mình quẹo tay trái nha nè, điện tử thẩm nè, đây nha, tới đây rồi bắt đầu là tới đó, tới cái ngã tư có cái cầu nè, đây có cái cầu nè, đừng có quẹo qua cầu, quẹo bên trái này nha, đây đường nhỏ nha, ai mà có vỏ là chạy vô đây, cái Thanh Cò vừa chạy vừa cầm máy quay đó nha. Đường này mà xỉn đi ban đêm mà xỉn về chạy rớt ruộng á nha. Các đồng chí nào mà thích nhậu thì thôi đừng có vô đường này, đi mua đường lớn đi, nhậu xỉn về không có rớt ruộng. Nói chung là ở đây đất ruộng còn nhiều. Ở đây trồng rau đắng không? Ai mê rau đắng về đây. Rau đắng bao la. Đất ruộng còn nhiều, khả năng còn mở rộng nha, nhưng mà tạm thời là đường này đường đan chắc cỡ chừng 8 tấc, đường thì rộng 1 mét nhưng mà đan 8 tấc đó. Thanh Cò quay từ từ cho bà con mình thấy nè, đó từ từ, cứ từ từ hướng Tây Bắc nha, 5 nhân 20,5, chốt kèo 660, đất thổ cư mà sổ hồng riêng, ấp Phước Hưng 1, xã Phước Lâm, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Rồi tất cả là đều xong. Giờ Thanh Cò đọc số điện thoại 078 666 8368. Thanh Cò đọc lại 078 666 8368. Đây, đến đây bà con mình nhìn ngược ra, mình nhìn ngược ra nha, mình thấy có kem chống nắng nè, đó. Giờ mình đi vào thì bà con mình sẽ thấy, quay để cho bà con mình dễ nhận dạng nha. Đây, thấy một cái ao, rồi bên phải là có bông bụp nha, đây bông bụp, quay bông bụp cho bà con mình thấy, đó, có hàng bông bụp nha, có cây, cái bông giấy, đây. Cái bông giấy cho bà con mình coi nè. Đó rồi thấy nha, rồi xong, tới đây là ok rồi đó.
Đây nha bà con, đây đất mình đừng có đi thẳng nha, đất mình thì nó theo đường này nhưng mà đây mình phải đi vô đường này. Đất mình thuộc nền thứ hai. Nền này của anh ta, nền 5 mét đầu của anh ta, nền 5 mét ở trong đó của mình. Đây. Đây có cái cọc nha. Đó, cái cọc 5 mét nè. Vô tới cái cọc này nè, thấy chưa? Đó. Trong đây trong xóm mình còn đông lắm nha, đông dân lắm. Còn rất là nhiều. Hướng Tây Bắc. Rồi, thằng coi đọc lại số điện thoại 078 666 83 68. Thằng coi quay rõ ràng lắm đó nha. Đường này đường thông á, đường này còn thông nữa đó. Nhưng mà đường xe máy thôi. Vậy đây thì bà con mình có rau đắng nè. Có xô đũa nè. Có đậu bắp nè. Có mướp nè. Rồi về đây về rau 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 thì bà con mình bao rồi ha, bao rau. Rau sạch. Rồi, thằng coi xin chào.